Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Tắt cái mic đi, dã man thật. Thảm nói anh em không nghe thấy gì. Rồi ok đây rồi, hello hello Hòa nhá, hello anh em. Hello anh Tú nha, hồi nãy giờ em đợi đi thằng Thanh vô. Ở đây, quên vừa rồi anh tắt cái mic, bây giờ mới lên đây này. 9:05 và như đã nói thì hôm nay tôi sẽ cùng với Hòa sẽ làm một cái kèo showmatch dành cho anh em. Một cái kèo đại chiến căng đấy. Vì hai anh em tôi vào game là hôm nay phải làm quả kèo, hai anh em mình cùng vào game. Không biết hôm nay anh em mình làm kèo kèo gì cho nó hợp lý nhỉ Hòa nhỉ? Đây bây giờ anh muốn đá kiểu là 260 lương hay muốn đá kiểu không lương? Đây để anh xem nào. Anh... 260 lương cũng được, đá kiểu như thế đấy, ok mà. Đá như đá xếp hạng nhỉ? Lương. Nhưng mà em đội hình của em đá xếp hạng em đã ổn ổn chưa? Em rồi, em chỉnh ổn rồi. Anh ngon luôn chưa? À? Ngon để đá hạng rồi luôn à? Đang được luôn mà, đang đá hạng được luôn á. Thế cũng được, chơi luôn cái thể loại đấy đi cho nó lét. Nhưng mà để xem nào. Anh em mình nhân vật chính thì anh em mình có chỉ anh em mình ghi bàn thôi hay là cứ đá thế nào cũng được? Em nghĩ là nên mình ghi bàn thôi. Ví dụ anh cầm anh ghi bàn. Đúng rồi, đấy, như thế nó mới kiểu ý nghĩa anh em mình chứ bây giờ mình phải gọi là tự hào của team luôn chứ, đúng không? Nhưng okay. Mà anh ở vị trí anh vị trí nào? Anh đã tiền đạo. Em đã CM, ok gì anh không sao, em đã CM cũng được. CM ghi bàn ầm ầm mấy đám nhạc trưởng hay gì đó là ok đấy. Đợi tí, anh cho em vào cam đã nhá. Đây này, anh chèn vào cam vào đây nào. Từ từ, anh em cho cam của Hòa vào đây luôn. Ai, đây đây, anh cũng hôm trước anh xem một cái đội hình để anh đá là cũng ổn ổn rồi này. Cũng gọi là đá được thôi. Đây. Anh tên là cho anh xin cái tên game chứ. Ơ anh hình như ngày xưa anh với mày va cũng hình như có tên rồi sao, anh xem nào. Online có không nhỉ? Hình như là đổ mất rồi. Đổi tên gì? Đây anh là, đây anh chụp cho ảnh nhé. I love cách FC online này. Em nhìn qua là chắc nhìn thấy. Cái này viết dễ mà có dấu cách thôi. O255 mà có. Em thêm vào cho anh nhá. Sau anh mình lên kèo. TTH Thành Hòa đúng không ạ? Em là TH Thành Hòa đấy đúng không? Ok. Ngon. Chào quá trời, quá đúng rồi. Đội hình anh nhìn cơ bản lắm ấy, có cái gì đâu. Toàn thằng miền núi ghép vào cho nó đủ lương thôi. Em là đội hình gì? Xem đội hình Thanh Hòa nào. Anh cân sao hay quá vậy? Cân được không? Cân được không anh? Anh đập quả chí xong cân lương được không? Quả chín luôn ta, Ronaldo MC cũng cái này bữa đặt lên đúng không? Bữa có coi này. Anh đập lên đấy. Hòa mày đá đâu ấy? Mày đá hậu tiền, ui. Mày đá bên cánh à? Mày đá CM chứ. Ừ, em đá CM, ủa, em ốp quả Việt Nam này cũng đẹp ấy chứ. Em sao phản quan được. Ủa tính ra Việt Nam của em mạnh ấy chứ, anh không có Việt Nam thành ra cân khó thế. Em mà bút Việt Nam này nó mới gọi là chỉ số đẹp nhất này, CM nó mới là cao nhất này. Tại vì anh thiếu Việt Nam quá thành ra hơi kém. Mà thôi cũng được, rồi va. Hôm nay anh em mình làm kèo BO5 nhờ. Nhá, BO5 đi. Chỉ cho tính ghi bàn là đúng cầu thủ thôi nha. Đúng rồi, Hòa thì Hòa ghi bàn, còn anh thì anh ghi bàn, đó là đẹp. Rồi ok anh em ơi, cuối cùng thì tôi cùng với em Thành Hòa, hai anh em đã có một cuộc đại chiến với nhau. Và ngày hôm nay thì tôi cùng với Thành Hòa, hai anh em sẽ sử dụng chính mình ở con game này. Đây là kèo đại chiến, tôi ghi bàn thì mới tính tỷ số, còn ngược lại Hòa ghi bàn thì mới tính chỉ số nha. Anh em nào có vô anh Tú cho xin số 1, anh em nào có vô Hà Nội cho số 2 nha. Ok, Hòa đá mạnh đấy, Hòa đá mạnh lắm đấy, nên anh em phải cổ vũ tôi tí đấy. Rồi 3-2-1 chơi. Hôm nay để va với Thành Hòa, anh em mình sẽ làm kèo BO5-3 nhá Hòa nhá. BO5-3 hợp lý anh em ạ. Rồi chúng ta đến với trận đấu đầu tiên nào. Nhìn Thành Hòa nhìn cũng có nét giống thế nhở. Nhìn anh đéo giống tí nào cả. Anh thấy nó giống mày nhở, nhìn Thành Hòa nhìn phát nhận ra ngay Hòa nhá. Em thấy không giống tí nào. Không giống tí nào. Anh nhìn thấy mày giống điên luôn ý. Rồi thủ thành Donnarumma của tôi này, của tôi thì chắc là không cần phải anh em để ý nhiều. Trung vệ Vadio và Rüdiger. Tú Tạ với Theo Hernandez là đôi cánh. Perti Sanchez đá trụ với Fucher và Rinho sẽ chạy biên. Robéo sẽ hỗ trợ dành cho siêu tiền đạo Lê Quan Dậu Tú anh em nhá. Xem qua thể đội hình của Thành Hòa nào. Hiện tại là Hòa chắc là nhìn thấy màn hình của Hòa. Hai anh em sẽ nhìn ngược nhau một tí. Ơi, đội trưởng của iLove bắt tay Thành Hòa. Nhìn chiến phết nhỉ. Rồi, còn đây sẽ là đội hình của Thành Hòa với thủ thành Văn Lâm mà. Thủ thành Văn Lâm, Quế Hải, Tuấn Tài, Trọng Hoàng và Mohica chạy cánh. Thành Hòa sẽ đá tiền vệ cùng với Minh Phương kết hợp với Lương Xuân Trường. Bộ ba hàng công là Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải. Ok, anh sẽ lương tay nhá. Anh sẽ lương tay đấy. Nói chung là anh em đá với nhau thì chỉ nhân vật chính ghi bàn thôi, nên là bọn tôi có thể bắt bài nhau nó tiện anh em ạ. Đó.
chỉ cứ kèm hòa thôi, anh sẽ cho tầm tầm 5 thằng ốp hòa cái, chăm sóc hòa kỹ tí. Rồi anh em ơi, chúng ta đến với trận đấu đầu tiên nào. Hoàng Anh Gia Lai Arsenal rồi anh em. Ở xưa mình tính đá gì cơ, chung gì ở trong trường ấy nhá. Hoàng Anh Arsenal. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cảnh cáo này. Kìa. Em số 7 luôn mà. Tí nữa làm tí body vào cho rắn rắn tí này, anh còn check quả chỉ. Ui, Minh Phương thì tính gì? Chỉ cần Trần Thành Hòa ở đâu là được Thành Hòa đánh đầu xa được. Ơ, ui. Giá mạng Thành Hòa đánh đầu được luôn mà. Đường ngoài hồi xưa ngoài đấy nó nóng hay lắm. Ôi, có bật nhảy kìa, vãi trưởng đấy. Ghê phết nha. Đây rồi. Phú Trơ, xong rồi đấy, cậu Tú ơi. Cậu Tú. Ui, ra mang thề, quả đấy xịt luôn á, cay đấy nhờ. Hòa nó chạy 110 chỉ số level 1 anh em ạ. Chạy nó nhanh hơn tôi nhiều ấy. Gì đấy? Ôi, đùa luôn à. Đây, ngoài đời chạy nhanh lắm. Ngoài quá nhờ. Mà thủ chắc quá anh em ơi. Phú Trơ. Từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu Tú đến rồi, cậu Tú đến rồi. Cậu Tú đến rồi, cậu Tú đến rồi. Cậu Tú đến rồi. Được chưa, được chưa, được chưa. Con hàng kiểu con hàng dứt điểm. Anh mê là thằng Tú này, anh mê điên về khả năng dứt điểm nha. Tao nhìn giống quá mà. Nhìn thằng này già quá, nhìn mặt thằng này già quá. Như mặt chú rồi. Anh kiểu mặt giống anh mà, nhìn giống anh đó. Cũng giống anh đúng không? Bè, bè Thành Hòa lại, bè Thành Hòa lại. Chỉ cần chăm sóc, ôi, Thôi Hảo ơi. Hảo ơi. Ôi, sao ngoài á? Ui vãi. Thế quả đóng kìa, quả đóng của Thành Hòa kìa. Quả đóng căng thế nhở. Ui. Quả đấy anh nghĩ là rách lưới đấy, rách lưới luôn rồi đấy. Nguy hiểm quá, nguy hiểm ạ. Rồi, đồ Lima cứ chạy đi đã nào. Đây rồi. Cậu Tú ơi, cậu Tú vào đây đây, cậu Tú nào. Kẹp Tú rồi, kẹp Tú rồi, kẹp ai đâu. Kẹp anh khó đấy. Kẹp anh khó đấy, đây. Đây. Ui. Đây rồi, Hòa này. Ốp ngay. Mày thế, Vadio. Lỗi rồi. Tính ra nhìn em vẫn to đùng ấy chứ nhờ. Thể hình to cái nhìn người vẫn đồ phết. Không bé, ơi à. Ơi à. Nào. Theo icon, theo icon, phải có theo icon để gì. Hoa phải xử lý kỹ thuật thôi. Phải thành tự. Ơi à. Hỏng ơi, hỏng ơi. Ui. Hoa đây à, Hoa đây à. Hoa đây rồi, Hoa đây rồi, Hoa đây rồi. Chặn lại. Chặn lại. Ủa cái gì vậy? Sao tao xuất lỗi ngoài ta? Ui, có Hoa xuất FD kìa. Quả đấy tôi nghĩ là làm im rồi đấy. Ui. Sa man kìa. Hai quả FD. Đây ơi, chạy xuống đây đã, cứ chạy xuống đây đã, ok, được. Anh em xoay sở nào. Kèm anh thôi à. Hoài thế nhờ. Anh phải kèm máy thôi, anh phải kèm máy. Ok, phê đấy, phê. Tú ơi kèm đi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đấy rồi, đây rồi. May quá là đẩy được. Đấy rồi, cậu Tú. Cậu Tú, cậu Tú. Mày đấy. Ôi trời ơi, thằng Tú môn kìa. Gì hay thế? Không gì bên kia gì cả. Ok, từ. Cơ hội rồi. Thời gian còn ít lắm đấy. Cậu Tú này. Cậu Tú ơi. Cậu Tú. Hòa gì con và cậu Tú đã nhìn ra. Chiến thắng ở những phút cuối cùng. Gì à, anh thấy nha, anh thấy cái bước chạy của Văn Lâm nha. Quá tài tấn tấn bắt ZD. Không, anh cũng biết ZD đâu mà, anh sút xoáy có một mà, ZD sao? Ok, trận này may quá, Hòa hai pha FD lỗi. Chứ hai quả FD mà thành công thì đi. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Tao banh nó bét bét nhìn xấu điên mà. Cho tí khứa đéo có cay. Rồi cho đến với hiệp 2 này anh em ơi, à trận thứ 2. Ôi, passing kìa. Nạc thế. Ôi, mà passing sợ quá anh em ạ. Không. Tú tạ ly luôn Công Phượng này. Đây Thành Hòa đây. Cẩn thận nào. Thảo ơi. À,
À mà đê đê thì chết rồi. Quả này Hòa sao lao xuống nhanh ấy, chả anh kèm được ạ. Cái vị trí này, cái vị trí này khó kèm anh em ạ. Tiền vệ thành ra dâng lên là thoát qua là đi đấy nhá. Căng nhà, căng nhà. Các xem mời dễ hơn, các xem mình thủ được anh em ạ, thủ được. Đúng rồi, em thủ được có tầm ảnh hưởng nhiều hơn đấy. Ủa, cái gì đây? Chạy. Cái gì? Mẹ thế nhở? 50 mấy cân mà chạy trâu ghê luôn ấy. Này anh em nhìn này. Ôi quả lướt, may quả đấy chân 4 nha, quả đấy chân 4 nha. Ôi quả nằm vô rồi. Sao đó? Đây rồi. Nhưng mà lắm đi hưu quá ta. Đây rồi. Đỡ hộ anh cái. Ôi vẫn đỡ được luôn á. Trời ơi vẫn 5 kìa. Có lắm còn nhiều quá mà, còn nhiều quá. Đỡ hộ anh, đỡ hộ anh đi. Cậu Tú ra chân thì nét căng mà. Sợ nhỉ. Làm lỗi quá, làm lỗi quá à. Vâng, lần bắt của FD vừa rồi anh cũng thấy thấy hoảng nhá, thấy hoảng ở đấy nhá. Ban. Ôi kìa, ôi Tài ơi. Tài đúng rồi anh ơi. Ngã kìa, ngã kìa. Hòa đâu nhỉ? Hòa đâu nhỉ? Ui. Vị. Mày chết rồi. May quả đấy vị nha, may quả đấy vị nha. Cậu Tú. Cậu Tú. Ui. Chưa được. Tú đâu rồi nhờ? Ôi, định truyền cũng được. Ôi ở đây à? Ôi à? Trời ơi, sao bóng lập ba lập bập vậy? Bóng lập cuối kìa. Xe mà thằng Huy cơ để lẩy bóng ra, hòa đê đê luôn kìa. Sắc thế. Hơn anh ơi, hơn khoan nè. Ui, hết rồi, hết rồi, còn hết thời gian rồi. Hơn anh ơi. Rồi, ok, chúng ta đến với trận điều tiếp theo nào. Ủa, đây rồi. Trưởng thật. Xoay hai phát là FD được luôn kìa. Quả này thì không đỡ được. Mình không nghĩ là Hòa sút luôn từ xa anh em ạ. Tính ra đá tiền vệ thế này FD cũng khiếp đòn đấy. Căng nhờ. Có chịu rồi, quả này chịu rồi. Mới vô thời lực đầy, mới vô thời lực đầy sút luôn chứ dễ như. Nhiều quả này sút kìa. Quả này khiếp đấy, quả này khiếp đấy. Thôi đi rồi, đi rồi. Tối tiền căng quá. Thằng rút nữa. Ê, ui, bóng qua, ui. Anh xoay được đấy. Có chân trái kìa. À, có chân phải vẩy kìa. Có vẩy, của vẩy mê điên luôn mà. Anh lách được, anh lách được. Hòa nguy hiểm quá anh em, Hòa nguy hiểm, nó thốc lên sợ quá anh em ạ. Ui. Ui. Xa man, thật Hòa đi nhanh quá anh em, đéo kèm nổi luôn ạ, không bắt chảo kịp. Kiểm số 10 đủ rồi. Kèm được không? Ủa. Không sút được kìa. Ủa, quả là FD luôn à. Rồi, Hòa đứng ở đây, Hòa bên này. Hòa đây mà, cũng kèm Hòa thôi, cần gì kèm nhiều đâu mà. Sát đây, sát đây. kèm chít à. Lịa vị. Lại vít rồi. Lại lổ máy rồi nhá. Tuyến phòng cuối cùng đấy ơi nhá. Nhanh mày. Mày đây. Trời ơi, Rodrigo quý quá. Ui mày vẫn chặn được ạ. Ui chủ chốt kìa, chạy như mày ạ. Ok vẫn còn này. Vẫn còn đấy. Vẫn còn đấy Hòa ơi.
hay thế nhá, cái chân trái kìa. Cái hai chân 55 nó thể hiện ở những tình huống như thế này. Yes. Khỏe hết nhở. Đâu anh gái. Đây ơi. Phải kèm, phải có anh kèm đấy. Hòa này. Ôi yeah. Đi được không? Ui. Ui thoát tim luôn mà. Quái tôi tì hòa như thế rồi mà nó vẫn không bắp luôn kìa. Ui ken kìa, hai anh em ken nhau kìa. Dính nhau điên luôn mà. Không cho hòa có bóng. Ui. Đấy ơi. Ôi Hồng ơi. Phách luôn à. Ui mày đi. Ui. Còn đúng vào phạt góc này thôi anh em ơi, cố lên nào. Hòa đâu nhở, hòa trong này à, ok ok đây rồi. Đây ơi, hết ra đây, thôi. Đây. Thôi. Từ từ. Chưa thổi à tay. Chưa có nhịp nữa mà. Không có nha, không có nhịp là lỡ đâu. Ui quả cưới cùng sợ đấy nhở, quả cưới cùng ZD, quả anh thực chất rồi đấy. Hòa lắc bóng thì nhanh nữa thì chịu thật. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu này nào. Trận này chúng ta giành chiến thắng thì có thể là giải quyết được ngay. Nhưng đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Ơi à. Này ơi. Ơi à. Ui. Em sức khỏe quá. Em sẽ đi hay quá. Ôi, lại ZD à? Ủa sợ quá nhờ, sợ quá nhờ. Rồi tú tạ. Ok. Rồi đi nhô. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Đi. Và đó là cậu Tú vẫn dứt điểm cận thành. Chạy chỗ hay nhờ, Hòa không kèm nổi cậu Tú vì cậu di chuyển quá hay. Được chưa? Phải rắc chứ, em nguy hiểm mà. Em nguy hiểm quá không kèm. Ôi thôi em ơi. Hồng ơi, cứa kìa. Mày quá, mày quả Zigon đúng đúng quý vị. Mày đúng đúng quả Zigon hòa. Đây ơi, Deliba chạy đi. Cậu Tú vào vị trí, cậu Tú ơi vào vị trí. Đúng rồi. Khu chờ trước à, khu chờ trước này. Cậu Tú ơi, vị trí đâu? Đây ơi. Ui, hòa phòng ngự hay đấy. Dã man quả bắt bài kìa. Ui. Trời ơi, để sổng hòa là dở hơi đấy. Trời ơi, ôi. Ôi, may may may, vị. Yes. Hòa đâu nhở? Đây à, đây đây. Hòa đây rồi. Chặn nào. Xoay khó gọi kinh bẫy. Trời ơi cái chân trái của em kìa. Chân trái đúng. Ra mà. Chân trái thì phải mà. Anh không nghĩ là mày dết đây bằng chân trái. Anh định xoay góc tưởng người ép đê cơ. Cái chân trái kìa. Mê nha, mê nha, mê nha. Xoay kìa, xoay kìa. Mình cứ tưởng chân phải mới cứa, chân trái cứa luôn à. Đi vô. Cậu Tú vào vị trí nào. Cậu Tú vào vị trí nào. Em đó. Kỹ năng cho vị trí nó là như The Limai cần tí em đấy. Ui em hòa, em hòa be kìa, chọn kìa. Ui dã man chưa, dã man chưa, The Limai hoặc Mai. Hòa đây này, hòa đây này, hòa đây này. Hòa đây này. Mày quá mày hòa được bạo sất nỗi. Cảm giác tay của Hòa hôm nay chưa tốt nhất. The Limai. The Limai chạy. Quế Hải xin. Ô cậu Tú kìa, cậu Tú kìa. Ây, sao chuyền cho cậu Tú mà. Trời ơi, cậu Tú kìa. Căng của cậu Tú là ok rồi đấy. Phút cuối nào, bằng Kiều nào. Phút cuối bằng Kiều, phút cuối bằng Kiều. Chết rồi, và chân của Thành Hoa rồi. Tình hình đi.
Vẫn ngon anh em ơi, vẫn ngon, chúng ta vẫn thở được, vẫn thở được. Từ từ nào, từ từ, Hòa đang ở đây rồi, có thể phay nhá, có thể phay nhá. Có thể phay Thành Hòa nhá, Thành Hòa đang ngồi đây này. Bên này, Thành Hòa bên này, anh em không lo cái gì cả, bên này. Ok, phay đây, phay. Phay. Kìa. Về đây. Ôi, vậy gì mày? Ôi, vậy trong tay. Chiến thắng dành cho Lê Văn Dầu Tú. Được chưa? Một trận đấu quả cảm. Uầy, wow. Cậu Tú thật sự, quả cậu Tú di chuyển quả bắt được vòng cấm quả đấy Hòa. May thật, đúng quả này. Đúng quả này, quả địch đoạt này anh em nhìn này, di chuyển này. Cậu lùi về một nhịp này. Uầy. Wow. Mặt đê đê luôn mà. Rồi, tiếc thế, chúng tôi không được game 5. Mà thôi, có thể là hôm tới anh em tôi làm lại kèo lửa đấy. Phải có tí làm lại. Hôm nay Hòa em like từ 7 giờ à? Em like sớm đúng không? Em like từ 7 giờ rồi. Ờ. Đắp luôn á. Trận này nói chung là đá cũng hơi rùa anh ạ. Thật sự là đá với Hòa hôm nay hơi rùa một tí. Hòa mấy quả FD hơi lỗi. Với cả hôm nay Hòa cảm giác nó chắc là chưa tốt. Chưa tốt nhất. Nhiều quả FD lỗi mà anh em nhìn anh em thấy mà. Có thể là nhà Hòa nhả cho tôi tí lấy gọi là giữ khách đấy. Nó làm tí giữ khách đấy. Nói gì nữa. Thôi nói gì nữa. Rồi thì thôi, hôm nay hay rồi, cả ơn Hòa nhá. Hôm tới anh em mình làm quèo kèo lại đấy. Một cái content nào đó anh em mình bốc build team gì đó cho nó vui vui nữa là hay. Đúng rồi, quả lực về đấy. Tại vì Hòa nó tiền vệ đôi khi nó khó hơn tôi một tí, và tôi tiền đạo đôi khi nó dễ ghi bàn hơn. Cũng là một cái điểm anh em ạ. Vì Hòa phải đá tiền vệ. Rồi dù sao cũng rất là hay rồi. Hôm sau anh em mang cái lại nhá. Dạ ok, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn anh em, cảm ơn Hòa nhá. Ok, bye em.